1 tỷ hay không thì tôi trả lời là không. Không làm được, chưa làm được. Đúng không ạ? Bây giờ thu nhập của bạn 200 triệu một tháng. Bạn đặt mục tiêu lên 400 triệu. Nó rất là dễ. Bạn đặt mục tiêu lên 1 tỷ, điều đấy là không tưởng, điều đấy là rất khó khăn. Tất nhiên có thể làm được. Thậm chí có những người đấy đang thu nhập rất thấp, 1-20 triệu, mà thậm chí không đến đặt mục tiêu thu nhập 100 triệu một tháng. Không hề dễ dàng. Cho nên lời khuyên của tôi về lập kế hoạch kinh doanh sau này dành cho cuộc đời mình, dành cho con mình, dành cho đội nhóm của mình. Mục tiêu là phải gì? Rõ ràng, đúng không ạ? Mục tiêu là phải có khả năng thực thi. Mục tiêu là gì ạ? Có thể đo lường được. Đo lường là sao? Có con số. Bây giờ các bạn viết ra đấy, xem là mình muốn doanh thu bao nhiêu tiền một tháng trong tháng 9, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 và trong năm 2019. Không cần nghĩ xa, mọi người đừng nghĩ xa, bởi vì kế hoạch bây giờ có thể thay đổi rất nhanh. Mình phải có, đấy là trong ngắn hạn, trong dài hạn thì mình có thể làm gì ạ? Cải thiện về sức khỏe, cải thiện về học vấn, cải thiện về công việc, cải thiện về đội nhóm. Đang đi làm thuê, suy nghĩ về việc có nên làm chủ hay không. Đúng không ạ? Đang làm chủ, có 3 người làm cùng với nhau thôi, có suy nghĩ về việc tăng lên 30 người hay không. Đó, có nhiều vấn đề, có nhiều cái câu hỏi. Nhưng trong ngắn hạn, tôi chỉ muốn trả lời trong ngắn hạn thôi. Bây giờ các bạn làm với tôi, có khi 6 tháng nữa các bạn không làm nữa, vì các bạn có cơ hội khác hơn. Đúng không ạ? Mình đừng có làm gì xa xôi cả, làm xung quanh. Những công ty mà thành lập, những ban vệ để lập kế hoạch 5 năm, 10 năm, đấy là những công ty dễ chết nhất trên thị trường. Bây giờ không có kế hoạch nào quá 6 tháng cả. Vì sao? Thị trường thay đổi quá nhanh. Nhưng dài hạn là mọi người làm được. Chẳng hạn, những bạn trẻ đang ngồi đây, chưa tốt nghiệp đại học, mục tiêu của em là gì? Tiến sĩ chưa 30 tuổi. Đấy là mục tiêu có thể làm được. Mục tiêu của em là gì? Qua trường đại học trước 30 tuổi. Có thể làm được. Mục tiêu của em là gì? Mua nhà, mua xe, cái gì đó trước 30 tuổi. Nhà bao nhiêu tiền, xe bao nhiêu tiền? Có thể làm được. Em thiếu cái gì? Tiếng Anh em thiếu, em sẽ đi học IELTS 5.0. Trước bao nhiêu em có thể làm được. Mình phải biết là các mục tiêu. Một số anh chị có gia đình rồi, mục tiêu cho con mình, con mình phải đứng tốt bao nhiêu, con mình phải đạt học trường gì nha. Đừng nghe mấy cái bọn ở trên mạng mà nó bảo là cứ để con tự thực hiện ước mơ. Có một cái thằng nhà báo, tôi không biết là thằng đấy thằng thần kinh nào, nó biết về con nó là con nó đã xấu rồi, nó bảo là con không cần học giỏi, chẳng cần học tốt, cứ biết là vui thì được, cầu chi. Nếu tất cả cuộc đời của mọi người đều thả trôi theo cách như thế thì sẽ đi về đâu? Có đúng không ạ? Nếu mọi người cứ để thả trôi theo cách như thế thì nó đi về đâu? Tất nhiên mình không gây áp lực cho con cái là mày phải vào bằng được Harvard của bố. Nhưng mà ít nhất phải có mục tiêu. Nếu như bạn không có mục tiêu thì bạn cần gì hỏi là đi đường nào? Bởi vì đường nào chẳng giống nhau. Tôi đặt mục tiêu cho con tôi là phải học top 10 của nước Mỹ, mặc dù nó bây giờ nó 6 tuổi. Thế nhưng có thể sau này các bạn bảo là thầy nói như thế, con thầy không đạt được, không sao cả. Ok, nhưng ít nhất tôi đã ok. Không phải tôi là thằng chán đó, mà bởi vì đơn giản là cháu không đạt được.
Nhưng mà hệ nó cũng học trường gì cũng được, học lớp nào cũng chết cha. Xã hội lại bàn giao những thằng như thế để hành điều hành chết à? Anh chị có đồng ý với tôi ạ? Phải không chưa? Còn mình không phải kiểu con ơi con phải học trường này cho mẹ, không thì mẹ chết ra đấy, thì mình không gây áp lực nó theo cách như thế. Động viên, khuyến khích, định hướng. Điều đấy là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã từng được làm. Mọi người có biết chị Hồ Thị Hải không? Tôi gặp chị mấy lần, tôi mời chị đi thuyết trình như này này, cho một công ty về du học ấy. Tôi mê hoặc ở cách dạy con của chị. Chị kỹ lưỡng tỉ mỉ cực kỳ luôn, và đấy là lý do con gái chị học nào hết. Con gái chị đang học trường luật và học trường của Obama học. Sau khi tốt nghiệp trường đấy, năm đầu tiên là bình quân mà các cháu phải kiếm được $500,000 một năm. Năm đầu tiên nha. Sau 2 năm là các cháu có thể đạt từ 500 ngàn đến 1 triệu đô la thu nhập một năm. Và sau 5 năm các cháu có thể đạt từ 1 triệu đến 5 triệu đô la một năm. Và sau 10 năm thì phụ thuộc vào danh tiếng của luật sư. Ở nghề luật Harvard ấy. Mà chị không phải là giáo sư, không phải là tiến sĩ, không phải là giảng viên. Chị đấy là một loại bình xưa hết sức bình thường. Vì người ta có mục tiêu. Còn tôi với anh chị ấy, con chẳng có mục tiêu chó gì cả. Cứ vui được thì chết cha. Hay. Ngày xưa qua tôi có mục tiêu tán tôi. Đã làm thất bại. Thế đi thì tôi làm gì? Tôi chỉ nói bây giờ mọi người phải biết, tí nữa tôi bắt mọi người lên thuyết trình này. Rồi, mở nhạc lên đi ạ, cho mọi người 15 phút để suy nghĩ về cuộc đời mình. Các mục tiêu, nhà tôi quan tâm nhất đến mục tiêu về tài chính, mục tiêu về thu nhập, mục tiêu về công việc. Và tôi rất hy vọng là các mục tiêu của các bạn sẽ hợp với mục tiêu của chúng tôi. Bởi vì tôi với lại Kiều Anh với lại Hồ và đội ngũ ở công ty PA Marketing, công ty Trame rất muốn là đồng hành cùng các bạn. Và tôi sẽ hỗ trợ các bạn để các bạn có thể đạt được mục tiêu đó. Có 15 phút cho các bạn nhé. Ngồi tại chỗ không đi đâu cả, làm những tốt cũng rồi. Mục tiêu cá nhân, không phải mục tiêu của đội nhóm. Đừng quay sang hỏi bạn bên cạnh mục tiêu của tao thế này được chưa? Vì cứ để nhạc lên còn nói vậy thôi. Để cái nhạc du sương kia đâu ấy. Đừng quay sang hỏi là bạn ơi mục tiêu của tôi thế này đã được chưa? Bởi vì con của bạn không phải là con của cô ta. Chồng của bạn không phải là chồng của cô ta. Cuộc đời của bạn không phải là cuộc đời của cô ta. Đồng ý không ạ? Nhạc không lời. Đấy, thế cái gì phải dạy. Guitar hoặc violon không lời giúp tôi ạ. Để nhạc lên một chút, còn tôi nói vậy thôi, anh chị làm đi. Điều này rất quan trọng. Vâng, xin chào. Mục tiêu đi ạ. Ví dụ như là với những bạn trẻ như Giang Vũ ấy, chưa tốt nghiệp thì mục tiêu là tốt nghiệp đúng hạn, cũng là một mục tiêu quan trọng. Không bị delay đó. Vào YouTube mở giúp tôi Diêu Lân không lời nhé. Đấy. Hoặc guitar không lời, nhạc quốc tế. Mục tiêu phải căn cứ vào hiện tại, về tuổi trẻ, về sức khỏe, về tiềm lực tài chính, về công việc, về mong muốn. Mục tiêu có thể hơi cao cao một chút. Ví dụ bây giờ thầy Văn Anh thu nhập 200 triệu một tháng, thầy Văn Anh có thể đặt mục tiêu là 500 triệu. Được không ạ? Nó không quá xa vời.
nhưng 1 tỷ thì phải đấy là mục tiêu của